Chùa là tôi đi vào chùa. Chùa mượn ấm mi ơ, ấm chùa xa tôi pha trà, đôi người đàn đôi tôi ly, ly tôi hát đi bơ sòng tiếng nghi bơ linh tình 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 a à, sòng tình 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 hỡi linh tình ơi ơ chùa là tôi đi vào chùa. Ooh.
má đồng tiên tùm tìm, mắt bồ câu long lanh. Thank you.
Đẳng vật hương đăng, lòng thành kính lễ dâng lên cúng dường. Tiếp theo nhạc lễ cổ truyền, chương trình làm lễ dâng hương bắt đầu. Nhạc sinh cử nhạc. Thank you.
chủ đài TV. Quỳ dâng lên đăng xin
lạy thánh phủ đức điện Ninh cúng dường A Di Đà. Thank you.
dâng bó hương lời vàng cung kính, tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh thánh hiền A Di Đà, lạy cầu thỉnh bái cùng thiên lời thiên dâng lên hương thơm lạy thánh phụ đức toàn dân an nhàn A Di Đà.
cầu thánh giáng điện Ninh chúng đàn A Di Đà. Thank you.
độ cho nước thịnh nhà yên thanh bình. A Di Đà. Mùa màng sung túc tươi xanh, tỏa ngon thơm ngát hương lành trẻ thơ. A Di Đà.
nhật nguyệt non vòng sáng tỏ quả cao xanh tâm thành kính lễ A Di Đà. Trước là ơn thánh ơn trời sinh ra bốn mùa mưa thuận gió hòa A Di Đà. Cầu hoa
điểm cho. Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Bắc Linh tỉnh, Bắc Linh thành, Võ Cường phường, Hòa Đình khu, hành lễ dâng hương tại đền Tam Thánh Linh Từ. Cẩn trình lạy Đức Vương Phụ, Vương Mẫu, lạy Đức Tam Vị đương cảnh thành Hoàng Đại Vương, vạn lạy nhất bái. Kim Liên Tuế Thứ, Tân Sửu Liên, Sơ Lục Nhật, Nhị Nguyệt, tiết tiến cúng, hành lễ dâng hương, sinh nhật nhị vị Đức Thánh Lê Cả, Lê Hai. Ban Khánh Tiết Lữ Đồng Liên năm 1970 đôi Nhâm Tý, chủ tế Nguyễn Thị Hương, bồi nhất Nguyễn Thị Thủy, bồi nhị Nguyễn Thị Biên, đông sướng Nguyễn Thị Thành, tây sướng Bùi Thị Bích Huệ, tuyên sớ Nguyễn Thị Nguyệt, cùng toàn dân thượng trung hạ đẳng, cẩn dĩ Kim Ngân Tuế Thứ, phủ lưu hoa quả, hàm hâm tư thỉnh, hương đăng đẳng vật tiến cúng tại đền đường nhất bái.
chỉnh Đức Vương Phụ Vương Mẫu nhất bái. Lạy Đức Vương Phụ Tính Lê Công Thừa Vị Tiền nhất bái. Lạy Đức Vương Mẫu Tính Lý Húy Công Vị Tiền nhất bái. Lạy Đức Vương Mẫu Tính Lê Húy Tố Vị Tiền nhất bái. Lạy Đức Tam Vị Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương Tôn Thần Vị Tiền tam bái. Đệ nhất Đức Thánh Lê Cả Tướng Công Uy Linh Dực Thánh Đại Vương Tôn Thần Vị Tiền nhất bái. Đệ nhị Đức Thánh Lê Hai Tướng Công Uy Linh Bảo Huệ Đại Vương Tôn Thần Vị Tiền nhất bái. Đệ tam Đức Thánh Lê Phụng Hiểu Tướng Công Uy Linh Khuông Quốc Đại Vương Tôn Thần Vị Tiền nhất bái. Kính cập cùng các quan văn võ lưỡng quan đẳng chư bộ hạ vị tiền nhất bái. Kính duy ngũ tự phúc thần lạy Đức Vương Phụ Vương Mẫu lạy Đức Tam Vị Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương cùng lưỡng ban văn võ đẳng chư bồ hạ giáng hạ đền đường hâm hưởng thụ chấp hương đăng đẳng vật phù hộ cho bản khu hòa đình cùng toàn thể gia trẻ gái trai mạnh khỏe nhà nhà hạnh phúc nhân khang vật thịnh. Lạy Đức Tam Vị Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương trăm muôn vạn lạy ngũ bái. Phần chúc
với nó ra nó hỏi bà lượm rồi. Kính thưa đối với các cụ, ban lãnh đạo khu Hòa Đình, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể dân làng, tôi, chủ tế Nguyễn Thị Hương, thay mặt cho đội dân hương đồng liên lữ 1970 đôi năm mới, kính chúc đối với các cụ, ban lãnh đạo khu, các vị khách quý, ban khánh tiết cùng toàn thể dân làng có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Năm Tân Sửu đồng liên lữ 1970 đôi được hội người cao tuổi giao cho nhiệm vụ và trọng trách vào đội dâng hương để cầu phúc, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an cho dân. Chúng tôi nguyện làm tốt công việc mà các cụ giao cho, xong lần đầu tiên còn nhiều thiếu sót và bỡ ngỡ, mong được lượng thứ. Xin chân thành cảm ơn. Giống một quần ấy. Anh về theo em,
để câu hát vẫn vương trong lòng. Nước sông kia hai dòng một, em trao yên đào anh cầm làm tin, em trao miếng trầu anh cầm làm tin. Biết mai mình có về cùng nhau để câu hát trao duyên ngày hồi, áo khăn đây xin mình để lại, mai xa rồi em nhớ em thương, mai xa rồi thương lại càng hồi sau, áo khăn em chờ đến hẹn lại.